Xin chào các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của Lan Phương. Hiện tại thì Phương đang đứng cạnh chiếc Ford Transit. Và khi nhắc tới chiếc Ford Transit thì chúng ta đã quá quen thuộc với một cái phương án vận tải hành khách của các công ty chuyên về dịch vụ đưa đón hành khách. Tuy nhiên thì hôm nay Phương muốn giới thiệu cho các anh chị một cái hình thức khác, một giải pháp khác mà chiếc Ford Transit của nhà Ford Phương mang lại cho quý khách hàng. Thì như các anh chị đã biết thì cái chiếc Ford Transit nó đang được sử dụng động cơ máy dầu và 2.4 là rất là khỏe mạnh và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Thì ngoài cái việc mà phục vụ để vận chuyển hành khách từ vị trí địa lý này qua địa lý khác thì bên chỗ những đại lý Ford của Phương cũng đã sử dụng chiếc Ford Transit này. Mình cải tạo từ một chiếc xe đơn thuần 16 chỗ thành một chiếc xe từ 3 cho tới 6 chỗ và nguyên một cái không gian phía sau thì sẽ được cải tạo lại để có thể chuyên chở hàng hóa và trong cái điều kiện là tải trọng cho phép. Vâng, thì bây giờ Phương sẽ giới thiệu với anh chị ngay một cái phiên bản của xe Ford Transit, đó là Transit Van chuyên được sử dụng để chở hàng hóa và đặc biệt rất phù hợp với những cái cung đường và sử dụng ở trong đô thị. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô ngay xem chi tiết về chiếc Ford Transit Van này nó sẽ có gì khác đổi mới so với lại chiếc Transit nguyên bản. Đây chính là cái điểm khác biệt nhất của chiếc Ford Transit Van so với lại phiên bản nguyên bản các anh chị. Bây giờ các anh chị có thể thấy là nguyên cái phần phía sau nó đã được ngăn cách tách biệt và đã được gia cố lại cũng như là thay đổi lại để có một cái khoang chở hàng phía sau rất là chắc chắn, kín đáo, có thể đảm bảo được cái độ che mưa che nắng và mình bảo quản hàng hóa tốt nhất. Đây các anh chị thấy có thể đấy là cái phần sàn này đã được gia cố lại bằng kim loại và phần bên hông cũng vậy, tất cả những cái cửa kính chúng ta đã bọc lại bằng kim loại hết nha các anh chị, bằng tôn hết. Và cái phần trần thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Cái chiếc xe Transit Van này thì đang được giữ lại là vị trí là 6 ghế ngồi phía trước, cho nên ở cái khoang chở hàng phía sau nó đang có cái diện tích là dài 2m2 và cao là 1m7. Nếu như các anh chị mình cần một cái khoang diện tích mà nó rộng rãi hơn thì chúng ta có thể làm lại, cải tạo lại Transit thành 3 chỗ ngồi ở phía trước thôi, và đằng sau này chúng ta sẽ tối đa luôn cái phần chiều dài lọt lòng để chúng ta có thể chở được hàng hóa cồng kềnh hơn. Cái diện tích này mình có thể lên tới tối đa là dài 3m. Và cái phần tải trọng đi kèm của chiếc xe thì sẽ không thay đổi, vẫn là 945kg. Với mức tải trọng này chúng ta sẽ có thể sử dụng chiếc xe mà không bị cấm giờ tại trong thành phố, các cái đô thị lớn. Nếu mà chúng ta vượt qua cái tải trọng 945kg thì chắc chắn sẽ không được, sẽ được tính giống như là xe tải nhỏ và sẽ không được sử dụng liên tục trong những khung giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những khung giờ cấm. Cái phần gia cố này các anh chị, nếu mà gia cố chúng ta bọc tôn lại như thế này thì rất là chắc chắn và đảm bảo được cái độ kín đáo. Tuy nhiên nếu các anh chị muốn tiết kiệm chi phí hơn một xíu hoặc là thích một cái cách gia cố khác thì bên Phương vẫn có cái phương án là mình sẽ giữ nguyên cái phần kính ở đây, cái phần kính chắn gió ở đây, và chúng ta sẽ gia cố bằng những thanh thép, thanh kim loại ở bên trong. Như vậy thì nếu mà xét về cái độ cứng thì nó sẽ không có cứng và nó sẽ không có an toàn bằng cái phương án này. Tuy nhiên về chi phí nó sẽ thấp hơn. Nếu như mình không có đặt cái tiêu chuẩn nó quá cao thì chúng ta cũng có thể chọn cái phương án đó. Thì chi phí như thế nào thì các anh chị cứ liên lạc trực tiếp với Phương để Phương báo giá cụ thể và chi tiết nha. Ở bên hông xe các anh chị thấy là cái phần kim loại ở ngoài đó là bên Phương đã làm gia cố lại đó, cái độ hoàn thiện rất là cao. Các anh chị thấy nó giống như là một cái chiếc xe liền khối nguyên zin từ nhà máy luôn. Cái phần này á, mình gia cố lại ở bên tại đại lý Sài Gòn Ford của Phương làm rất là chắc và có sự giám sát cực kỳ kỹ càng luôn. Cho nên là khi các anh chị mua xe về chúng ta thấy được cái độ hoàn thiện và cái nét đẹp đồng nhất của nó rất là cao. Ở đây các anh chị thấy là trên cái chiếc xe Ford Transit Phương đang làm video đây thì khách hàng mình đã yêu cầu mình giữ lại 6 ghế ha. Như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng chiếc xe này thì chúng ta có thể vừa kết hợp mình chở hàng hóa đi tới những cái phần đại lý cần phân phối cũng như kết hợp đưa luôn cả kỹ thuật đi trên xe. Như vậy trên xe có thể chứa được 6 người kể cả tài xế cũng như là chở được 945kg. Đây là một phương án mà thực sự rất là tuyệt vời cho các công ty mình chuyên phân phối và đi bảo hành sửa chữa hàng hóa ha các anh chị. Phương xin phép nhắc lại cái mức giá hoàn thiện cho chiếc xe Ford Transit Van lên bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó chỉ nằm ở mức giá khoảng 800 triệu đồng là chiếc xe đã có thể hoàn thiện rồi, và tất cả những cái thủ tục và chi phí cải tạo
để chúng ta chuyển đổi từ chiếc xe Ford Transit 16 chỗ thành Ford Transit van chuyên vận tải hàng hóa thì bên Phương sẽ lo liệu hết. Và những cái thủ tục như thế nào thì Phương cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị mình hỗ trợ một phần cho đại lý mình hoàn thành nhanh chóng và sớm nhất. Thì đối với chiếc xe Ford Transit van này thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa là 50% trên giá trị xe. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay tối đa là 50% nha các anh chị. Và phần còn lại thì các anh chị vui lòng mình chuẩn bị trước giùm Phương. Chi tiết cụ thể những cái chi phí lăn bánh cũng như là chương trình ngân hàng như thế nào thì các anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với Phương qua số hotline 090 227 282 để Phương có thể kết bạn Zalo và có thể gửi đến các anh chị cái bản báo giá chi tiết nhất nha các anh chị. Tới đây thì video chia sẻ về chiếc xe Ford Transit của Phương xin phép được kết thúc. Nếu như các anh chị có bất kỳ thắc mắc nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Phương để Phương có thể tư vấn và giải đáp chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị cho những video chia sẻ về xe Ford tiếp theo.